Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu làm rõ những bất thường trong bữa ăn bán chú vùng cao tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà. Ngày 16 tháng 12, thông tin phản ánh trên báo chí cho thấy hơn 170 học sinh bán chú của trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai phải ăn sáng không đủ định suất theo quy định. Mỗi mâm 11 học sinh chỉ có hai gói mì tôm nấu với rau chan cơm, trong khi khẩu phần ăn đúng ra là mỗi em được một gói mì tôm và một quả trứng các bữa ăn chính của học sinh cũng hết sức đạm bạc, bị cắt giảm khẩu phần, ngay cả rau đưa vào nấu ăn cũng thối rữa không đảm bảo chất lượng. Phản ánh cho thấy tình trạng này không chỉ ghi nhận trong tuần qua mà thường xuyên xuất hiện. Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, trong sáng ngày 17 tháng 12, Ủy ban dân huyện Bắc Giang và các đơn vị liên quan đã tổ chức họp khẩn để làm rõ vụ việc.